Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio làm một video để test hai đôi bát với cấu hình cực kỳ chất lượng. Thì hôm nay em có muốn giới thiệu và để cho tất cả các bác tham quan cái cấu hình mà tiếng của nó có hay hay không. Ở trước màn hình đây là một đôi bát 25 có cái cấu hình củ từ to như một cái cối đá. Củ từ 190 gần bằng cái miệng bát, củ từ 190. Con này tiếng của nó rất là sáng, bát 25BM made in China, 600W trên trở kháng 8 ohm. L10750 có nghĩa là bát 10 inch là bát 25 và 750 có nghĩa là côn 75. Đây là model L10750. Con này màng sơn dầu với gân vải tẩm dầu là 2 gân. Cặp bát 25 nhá. Chuyên lắp vào thùng phun hoặc là các cái cấu hình nào mà các bác mà hay phá làng phá xóm đấy, đập tan cửa lát nhà thì các bác lắp các cái cấu hình bát 25 củ từ khủng. Đây là một dòng bát cực đẹp, có cấu hình kẹp lỗ của nó là thép trắng và màng nó các bác nhìn long lanh với các cái nắp nánh như sợi bông thủy tinh. Côn của nó là côn 75, chạm nhún bằng đồng. Đây là cặp bát 25BM từ 190 và côn 75. Và hôm nay em có test một chiếc đây. Em đang đầu lối sẵn trực tiếp từ đẩy ra các bác nhé. Em đang đánh trực tiếp từ đẩy ra, đang bật nhạc thôi. Chỉ việc khai hỏa là bắt đầu bắn thôi. Con này em đánh trực tiếp từ đẩy ra nên tiếng có hay như nào thì nó sẽ toát ra. Con này cũng đánh trực tiếp này, đầu lối sẵn lên này. Đấy. Con bát này là bát 30 giờ xếp, màng sơn dầu liên tục lên đường các bác nhá. Gân vải tẩm dầu là 3 gân và màng được xếp ly lượng sóng. Đây là một dòng bát giờ xếp mà em nhập cấu hình rất là đẹp. Cấu hình đẹp lắm các bác nhá, tiếng sâu. Và củ bát của nó hơi lồi, hơi vồng một chút này. Củ bát hơi lồi một chút, đít bát có đôi 4-6 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Từ 190 và côn 76, bát 30 giờ xếp. Và côn 76 các bác nhá. Đấy, đẹp không ạ? Kẹp lỗ là thép trắng, từ 190 con 76. Và bây giờ Tùng Nguyễn sẽ mở từng con một để cho tất cả các bác cùng nghe. Nhạc sẽ tắt đi này. À, nhạc sẽ tua lại này. Đấy. Bắt đầu mở nha, mở con thứ nhất con máy này. Con 25, con 25. Con 25 các bác nhá. Người lượn mây trời, vui kiếm sống không chung với một kẻ đi tìm vào sông nước mênh mông. Còn riêng mình tôi bay ba lô về khu chiến, nghe đường dài. Vừa rồi là các bác được trải nghiệm của con bát 25 thì rõ ràng là tiếng cả nó rất là sáng nhá. Còn con bát giờ xếp này thì tiếng thì nếu mà soi với em đánh giá thì tiếng khả năng nó không sáng như cặp bát 25, nhưng tiếng sống của nó lại rất là sâu. Đây là dòng giờ xếp này. Trống rất sâu luôn các bác nhá. Cặp bát 30 giờ xếp. Rồi, vừa rồi thì em Tùng Nguyễn có test hai chiếc bát này. Kể cả là các bác đặt các cái dòng này, con nào cũng rất là hay.
Với cái dòng bass 25BM ở đây thì công ty BM làm thiên về giải ca, tiếng ca cực kỳ sáng, các bác có cảm thấy thế không ạ? Các bác cảm thấy thế hãy cho em một like và bấm đăng ký kênh. Và đến với các bass 30GCF này thì tiếng trống của nó rất là sâu. Đấy, tiếng trống rất là mềm các bác nhá. Và khi con này em đang test ở ngoài thôi, nhưng mà lên thùng nhá, tiếng trống của nó rất là sâu và mềm luôn. Và hôm nay cửa hàng Tùng Nguyên xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác hôm nay vào xem video của em là giữa công ty BM và loa GCF cãi nhau với các cái chất âm như thế này thì các bác đều đánh giá rất là tốt. Và anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp đến cửa hàng Tùng Nguyên Audio. Và hôm nay Tùng Nguyên xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.